rất là đẹp luôn nha các bạn. Quá trời đẹp luôn á. Cái này mình trưng hai loại bông nha các bạn. Đó, nhìn bông nào hôm nay nó bự, nhìn đẹp ghê luôn. Cái mình bông này các bạn nhìn xem thì là đã luôn các bạn. Mình bông bự ghê luôn. Cái nhà ơi, nhìn xem cái mình bông của mình nè. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nha, cái bông của nó là bữa nay mình mua bông thiệt là đẹp luôn các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm cái món mà miếng xào đó các bạn. Miếng hôm nay là miếng mình xào rau củ nha các bạn. Mình mời các bạn cùng đi xuống để mà xào miếng với mình nha. Tại bữa nay mình sẵn đi chợ cái mình mua bông về mình chưng luôn các bạn. Cho nên mình phe với các bạn cái bình bông mình mua thiệt là đẹp luôn các bạn. Nhìn mê lắm luôn các bạn. Kỳ luôn. Nó tươi gói luôn các bạn. Tươi lắm. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi xuống để mà mình xào rau củ với lại miếng nha các bạn. Để mình ăn nha. Đi các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xắt bắp cải nha các bạn. Xắt bắp cải chút nữa mình sẽ xào chung với lại miếng, ngon lắm. Miếng xào á là ngon cực kỳ luôn. Bắp cải nè, rồi với lại củ cải đỏ nữa các bạn. Mình xào chung ngon lắm. Cái bữa nay á các bạn, mình ăn theo chế độ giảm cân các bạn ơi, cho nên á mình xào miếng mà mình xào chay nha các bạn, mình không có ăn thịt nha các bạn. Bữa nay á là mình ăn rau nhiều nè các bạn. Các bạn nhìn nè, bắp cải nhiều thiệt là nhiều luôn. Ngon lắm đó cả nhà. Lâu lâu mình ăn gì nè, rất là ngon nha cả nhà. Chỉ ăn đơn giản vậy thôi các bạn. Cho nó bớt mỡ chút xíu đi, nay mình mỡ quá trời luôn à. Sao các bạn nói à, bữa nay mình làm món gì các bạn đón xem. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ bào sợi nha các bạn. Đó. Nhìn đẹp ha các bạn. Quá tuyệt vời. Cái món này đơn giản vậy đó các bạn, nhưng mà ăn ngon nha. Rau củ nhiều ngon lắm luôn á các bạn. Bữa nay mình cắt chế độ thịt nha các bạn. Mình không làm thịt nha. Các bạn ơi, bây giờ mình nấu nước xong rồi nè các bạn. Đặng mà mình trụng miếng nha các bạn. Nè, bữa nay mình chơi mình trụng bằng cái bếp mini này nha các bạn. Cái bếp nhỏ xíu nè. Đó. Trụng miếng vô. Nè, chút nữa mình xào nha các bạn. Ngon lắm. Có gì cho cậu khác nha. Chín cái này để cho cũng hơi lâu lâu mới chín, 4-5 phút mới chín đúng không? 4-5 phút sẽ lấy ra nghe cả nhà ơi. Cái các bạn nhìn nè, cái bắp cải với lại củ cải này các bạn nhìn đẹp ha, đẹp cực kỳ luôn. Mình chờ, trong khi chờ đợi chút xíu nữa cho miếng nó chín đó các bạn. Miếng nó chín xong rồi á thì mình sẽ quay lại mình sẽ xào nghe các bạn. Giờ mình tiếp tục mình trụng miếng nữa các bạn. Cái cọng miếng này ngon ghê luôn á. Này ngon quá. Nó nhỏ mà nó trong veo à. Đã. Các bạn ơi, cái miếng của mình bây giờ nó chín rồi nè các bạn, mình sẽ bỏ nó qua tô nước lạnh nha các bạn. Wow, wow, ngon quá. Bỏ qua tô nước lạnh này xong rồi mình mới đi rửa lại thêm nước lạnh nữa nha các bạn.
6 quay xuống. Quơ từ từ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình xào miếng nha các bạn. Cái này bây giờ mình sẽ khử dầu. Khử dầu cho nó thơm. Ở đây mình sẽ dùng gốc hành để mà mình khử cho nó thơm nha các bạn. Xào miếng này thì mình chỉ cho các bạn một cái mẹo nhỏ nha các bạn. Muốn xào miếng cho nó không bị dính đó các bạn, thì các bạn sẽ lấy cái chảo trong dính nha các bạn. Chảo trong dính mình xào là nó sẽ đặc biệt, nó không bị dính miếng nha cả nhà. Miếng mình trụng với lại nước lạnh xong rồi mình đem vô, mình để cho ráo rồi mình xào, vậy là nó sẽ không được dính. Trộn trộn lên. Cái chảo mình lại vừa y luôn nha các bạn. Nhìn đẹp quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Trong khi mình cái thời gian mình trộn như vậy, mình sẽ để luôn đồ niêm vô nha cả nhà ơi. Đường một niêm với lại cà no nha các bạn. Mình niêm cái này là hơi lạc lạc, để chút nữa mình còn trang nước tương ăn nữa nha các bạn ơi. Ngon quá. Cái cộng bắp cải nó đẹp ơi là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, màu sáng trưng luôn các bạn. Cái này mình làm đơn giản thì ăn rất là mát thanh đạm. Rồi các bạn ơi, mình xào bây giờ nó đã chín rồi nè các bạn, nhìn ngon ghê ha. Ủa cái màu đẹp quá trời luôn, cái này nó vừa chín rồi nè các bạn, mình sẽ cho miếng vô nghe cả nhà. Đẹp quá. Xào vậy nè các bạn, cho nó rút miếng vô nha các bạn. Nó rút vô ở trong miếng đó, nó thấm miếng nó mới ngon. Ôi nhìn đẹp ông ơi. Trang nước tương vô, mâm mâm. Cực kỳ luôn. Rồi bây giờ nó đã thấm rồi đó các bạn, mình sẽ cho hành vô nha các bạn. Mình cho nó chín hành. Cái này là hành lá dài nha các bạn, mình cho miếng hành sắc khúc nhỏ nhỏ vô nha. Nhìn ngon quá, thèm quá. Các bạn ơi, mình sẽ rưới lên cho một miếng tiêu nha cả nhà. Ôi ơi, nhìn nó đẹp nè, mà nó thơm lắm luôn á. Rưới đều vô rồi trộn tiếp. Rồi một chén nước tương chuẩn bị đi cả nhà ơi, ra ăn. Xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Trời ơi, cái dĩa miếng thiệt là ngon lành luôn các bạn. Đơn giản vậy mà ngon đó. Các bạn ơi, bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha các bạn. Này, miếng ngon quá. Quê ui rồi. Con đưa cái muỗng cho sáng ra. Đây cái muỗng. Mình sẽ chan nước tương nha các bạn. Trời ơi, rưới nước tương lên các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn nha các bạn ơi. Ngon lắm. Miếng này rất là giòn luôn các bạn. Mình xào rau củ nó vừa ăn lắm rồi các bạn ơi. Nè các bạn nhìn xem nè, nó ngon lắm luôn á các bạn. Mình mời các bạn nha, quay cận cảnh nha các bạn. Mình ăn hết dĩa luôn nè các bạn. Ngon. Hết một dĩa rồi các bạn, mình làm thêm dĩa nữa nha các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Các bạn biết không,
cái món rau củ này nè, mình xào đơn giản gì mà ăn nó ngon dữ lắm luôn các bạn. Chai nước tương vô, mình mời các bạn nữa nha, ngon quá, nó giòn giòn ngon lắm các bạn. Mình xào miếng nó không có bị dính nha các bạn, không có bong cục nha, xào theo cách này ngon thiệt luôn. Thay dễ luôn các bạn, ngon lắm luôn á. Vừa rẻ vừa ngon các bạn, mọc dĩa thiệt là ngon luôn. Hôm nay á, mình chia sẻ video á, miếng xào rau củ các bạn. Video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.